họng đúc này các bác này. Đây, cái dòng họng đúc này các bác ơi. Các bác nhìn cái họng đúc này này. Với cái dòng họng đúc này thì em có thể bảo hành cho các bác 20 năm các bác ạ. Đây, họng đúc siêu siêu bền luôn các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Họng đúc siêu siêu bền các bác nhá. Đây. Bo lửa nhôm nguyên khối. Nhôm nguyên khối này, các bác nhìn các cái khe ra lửa này. Khe ra lửa đấy, rất là đẹp đúng không các bác? Không có bị mai một hay là hoen dỉ hay là làm sao đâu các bác ạ. Bởi vì là nó chỉ qua lửa là nó bị đen thôi. Các khe ra lửa đang còn vuông thành đứa cạnh này các bác này. Dùng siêu siêu bền luôn. Nho lửa, bo lửa là hợp kim nhôm các bác nhé. Đây, đấy, khe ra lửa này, rất là đẹp. Đó là họng và cái bo lửa của chiếc bếp mà ngày hôm nay em giới thiệu với các bác ạ. Một chiếc bếp mang thương hiệu Usakaga. Vâng, màu sắc là màu tím, màu xanh than các bác nhá. Màu sắc màu xanh than đấy, rất là thu hút luôn. Em Mai chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ của em. Các bác vào xem bếp thì ủng hộ em một lượt đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like các bác nhá. Chiếc bếp Usakaga full chức năng mặt kính ạ. Đây, mặt kính này là mặt kính màu xanh than luôn các bác nhá. Mặt kính chấm bi, mặt kính chấm bi màu xanh than. Nó không phải là nó không phải em có cả màu đen nữa. Bác nào mà yêu thích màu đen thì có thể lấy màu đen, nhưng con này là màu xanh than các bác nhá. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Đây, con này là một chiếc bếp Nhật nội địa đã qua sử dụng. Tuy nhiên, độ mới của con bếp này thì đạt 90% trở lên đấy các bác ạ. 90% các bác nhá. Bếp Nhật nội địa đã qua sử dụng ạ. Em sẽ quay qua cái thành vách cho các bác này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy thành vách của bếp đúng không ạ? Thành vách không có bị móp méo, không có bị hoen gì đâu các bác nhá. Phía dự phía trước này các bác này. Phía trước này, mặt phía trước của bếp đây. Rất là đẹp. Đây, phía bên hông này các bác. Phía bên hông đây ạ. Đấy. Một chiếc bếp mặt đá mặt kính full chức năng các bác nhá. Với cái chiếc bếp full chức năng này thì các bác nấu nướng rất là tiện lợi luôn. Bếp ga mà lại có khay nướng các bác nhá. Khay nướng rất là đẹp, khay nướng 2 tầng lửa. Các bác có thể nhìn thấy cái khay nướng nó mới, nó đẹp cỡ nào này. Khay nướng 2 tầng lửa. Đấy. Rất là mới và đẹp luôn. Đây. Em sẽ bật bếp lên để cho các bác xem. Bật bếp khay nướng này các bác này. Với những cái chiếc bếp mà có khay nướng, em chưa bật ga các bác, em chưa mở ga. Với cái chiếc bếp mà có khay nướng 2 tầng lửa này này thì gia đình bác nào là tín đồ của món nướng thì các bác đừng bỏ qua các bác ạ. Con bếp này với cái chiếc bếp này thì lửa tầng trên, lửa tầng dưới này nó hắt lên, hắt xuống thì cái món nướng của gia đình các bác nó sẽ chín đều các bác nhé. Chín đều cả trên, cả dưới, cả trong, cả ngoài. Mà cái thời gian chín, cái thời gian om nhiệt nó nhanh nên là nó rất là nhanh chín các bác ạ. Với cái khoang nướng này thì các bác nướng được cả thịt, nửa con vịt, nửa con gà. Các bác nướng tôm, nướng cá, nướng mực, nướng trứng, nướng cái gì cũng được. Rất là tiện trong cái khay nướng này các bác nhé. Khay nướng có thể hẹn giờ được. Có thể hẹn giờ được cả 15 phút này các bác này. Hẹn giờ 15 phút luôn các bác nhé. Đây, hẹn 15 phút này các bác này. Hai tầng lửa mình sẽ điều chỉnh lửa ở đây và hẹn 15 phút. Đây. Bếp lửa cháy rất là thích luôn. Đấy. Cái nền lửa xanh xanh gì luôn như thế này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy ở các cái khe ra lửa đây. Khe ra lửa lại thấy cái lửa nó đẹp cỡ nào đúng không ạ? Siêu siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp này các bác nhé. Với cái nền lửa này thì các bác sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 30% ga khi sử dụng. 30% ga đấy các bác ạ. Người Nhật, sự thông minh của người Nhật ngay nằm ngay trên một chiếc bếp. Một chiếc bếp thiết kế dùng để xào, để nấu canh hoặc là nấu những cái món mà cần lửa to liên tục. Còn một chiếc bếp thì sẽ thiết kế để kho cá, kho thịt hoặc nấu các cái món kho. Bởi vì là các bác có thể quan sát giúp em này, ở đây nó có cái tim cảm biến này. Thì nhờ cái tim cảm biến này mà khi khi các bác kho cái món kho ấy mà lỡ mà nó có quên đi thì bếp nó cũng sẽ tự động tắt lửa khi mà nó xém, nó cạn nước đi các bác nhé. Nên là đối với các món kho thì các bác hãy kho cái chiếc bếp bên này. Còn khi các bác mà nấu canh, các bác nấu canh hoặc là các bác rang đồ khô hoặc là các bác xào các cái món xào thì các bác nấu bên này để cho nó lửa nó to các bác nhé. Đấy, sự thông minh của người Nhật nằm ngay là cái sự kết hợp chung trong một chiếc bếp ạ. Rất đẹp này các bác này. Con bếp này
có thể hẹn giờ được bếp nấu, hẹn 10 phút, hẹn 3 phút này các bác này. Với cái chức năng hẹn giờ bếp nấu như thế này thì những gia đình nào mà các bác có thường xuyên có khách ra vào ấy ạ, hoặc là các bác bán hàng tạp hóa, thì các bác nên mua những cái chiếc bếp mà có hẹn giờ như thế này. Vừa bán hàng vừa nấu cơm được, vừa bán hàng vừa tiếp khách được các bác nhé. Con bếp này còn có thể nấu được ở nhiệt độ 200, 160, 180, nấu ở nhiệt độ nào cũng được ạ. 160, 180, 200. Tự động nấu cơm, nấu cháo, tự động nấu nước các bác nhé. Cơm, cháo này, nước này. Hẹn giờ 3 phút, hẹn giờ 10 phút này. Khay nướng hẹn giờ tối đa 15 phút. Một chiếc bếp Nhật nội địa thông minh, tiện lợi, an toàn và tiết kiệm. Thì em sẽ test cái bếp này ở cái chức năng cạn nước tắt lửa các bác nhé. Em sẽ test cho các bác xem cái chức năng cạn nước tắt lửa của chiếc bếp này. Thì khi sử dụng cái chiếc bếp này thì các bác sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 30% ga đấy. Vâng, thay vì một năm mình nấu 5 bình ga thì bây giờ mình nấu 4 bình thôi ạ. Mặt kính chấm bi các bác nhé. Với cái mặt kính này thì các bác nấu nướng mà dầu mỡ nó có bắn ra thì mình chỉ cần lau nhẹ đây là nó sạch thôi. Không có quá vất vả trong cái lúc chà giữa cái mặt bếp đâu. Siêu thích và siêu tiện luôn. Hẹn giờ này, một chiếc bếp mặt kính full chức năng mà giá thành thì chỉ 2 triệu 700 nghìn đồng thôi các bác ạ. 2 triệu 700 nghìn đồng mà các bác đã sở hữu được một chiếc bếp mặt kính full chức năng các bác nhé. Khay nướng sắp hết giờ này các bác này. Hết giờ rồi đấy. Hết giờ là nó tắt đấy. Nó tắt rồi các bác nhé. Hết giờ là bếp tắt này. Các bác có thấy tiện lợi không ạ? Rất là tiện lợi đúng không ạ? Mặt kính full chức năng. Nếu như con bếp này thì mua mới thì các bác mua khoảng tầm 12 triệu. Nhưng mà mua một chiếc bếp Nhật đã qua sử dụng như thế này thì các bác chỉ phải mất 2 triệu 700 nghìn đồng thôi ạ. Vâng, 2 triệu 700 nghìn đồng mang lại được rất nhiều lợi ích cho mình. Lợi ích từ sự an toàn, lợi ích từ sự tiết kiệm và lợi ích từ cái full chức năng, cái từ tiện lợi ấy các bác. Tiện lợi khi trong nấu nướng này, mình có thể điều chỉnh được nhiệt độ này, rồi tự động nấu cơm, nấu cháo, nấu nước này. Với cái chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo này thì các bác chỉ cần bắc nồi cơm lên thôi, xong rồi bếp nó sẽ tự động điều chỉnh lửa để cơm chín mà không bị cháy các bác nhé. Đây này. Cơm chín mà không bị cháy, rất là thông minh đúng không ạ? Với cái chế độ này thì các bác hoàn toàn yên tâm khi nấu nướng, chẳng hạn có mất điện hay là mình có sử dụng nồi bếp ga để nấu cơm ấy thì cũng không lo nó khó khăn các bác nhé. Một chiếc bếp rất là đẹp, mặt kính full chức năng mà giá thành chỉ 2 triệu 700 nghìn đồng thôi các bác ạ. Bác nào mà thấy cái chiếc bếp này phù hợp với nhu cầu kinh tế, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì liên hệ với em để sở hữu các bác nhé. Em xin phép tạm dừng video và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo ạ.